Xin chào tất cả mọi người. Và xin chào tất cả fan kính của kênh. Tập trước mình có nói về cái việc game nó mới update lên phiên bản 1.06 đúng không? Thì nó bảo là sẽ cho chúng ta load lại những cái điểm trước đó. Thì đây, mình sẽ kiểm tra thử nha. Có gì khác đâu. Nó cũng chỉ có một cái file save duy nhất à. Vậy mà nó bảo là chúng ta có thể load lại từ những cái đoạn mà chúng ta thấy lựa chọn không đúng. Rồi, xong phiên. Nhưng mà về cơ bản thì mình cũng không cần tới cái này nữa. Tại vì đã bỏ qua cái khúc mà... Thật ra cái khúc mà mới bán đồ á, chúng ta có thể mua lại cái máy hát nhạc. Nhưng mà mình quên mất, mình nói chuyện với con bé là coi như xong luôn. Muốn lót lại cái đoạn trước khi nói chuyện á, mục đích là lót lại trước khi nói chuyện. Mà không được, giờ nó có như vậy nè. Nhưng mà cũng như không. Cho nên mình thấy cái về vấn đề mà file save á, nó chia ra một file và nó tự động lưu chứ nó không cho chúng ta lưu thủ công á, thì nó hơi bất tiện. Cái dòng game này là dòng game Metro, mình thấy chỗ đó nó hơi bất tiện. Còn hôm nay sẽ có gì hot? Đây, bộ đồ PK đây. Còn có gì hot thì vô game mình sẽ nói tiếp được. Đây, tập này có gì hot không? Có một bạn comment nói là mình nên kiếm súng. Mình cũng có comment trả lời rồi. Game này lần trước mình nói là không có súng, nhưng mà có súng tự chế. Tập trước mình có mua một cái súng tự chế nha. Và mua ở đâu thì mua ở chỗ mấy cái shop house hoặc là mấy cái chỗ có tụi PK á, có cái người bán hàng, nó chính xác hơn là thợ thủ công. Mới gần như mua được cái gun stick. Gun stick là nó nằm ở đâu ta? What the hell? Cái tập trước mình có mua một cái gun stick Nightrunner Tool. Có một cái run gun stick mà ta. À không phải, bơm stick. Để hồi ghé mua được rồi, nhớ có. Tại sao bây giờ nó lại không hiện ở đây? Mình cũng không hiểu luôn. Thôi để hồi chút ghé mua nha, yên tâm, sẽ ghé mua. Và bữa giờ mình có thấy là game nó hơi dễ. Thì không đồ đâu, tại vì mình thấy trước giờ mình chơi thì mình muốn kiểu game sinh tồn á, chúng ta nên lén lút nhiều hơn. Mà bữa giờ gặp tụi cướp toàn lăn xả vô. Tăng xả vô toàn là vô tăng không. Có vẻ game nó hơi dễ cho nên mình tăng hơi nhiều. Chơi kiểu mà cuồng loạn vô, tăng vô hơi nhiều. Cho nên chúng ta sẽ tăng độ khó lên. Ok. Đây, tăng lên hardcore luôn nhé. Đây, hard nè. Đây. Chơi đổi sang độ khó hardcore sẽ có thêm thử thách. Veteran này, kẻ thù nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ gây đam mạnh hơn. Mấy cái nguyên vật liệu sẽ có kiếm hơn. Rồi, hiểu rồi. Hàn nhá. Chúng ta phải lên trên kia. 53 mét. Bắt đầu từ đây rồi. Container trong nhà hay là bên phía bên này ta? Thôi đi vô trong nhà anh trước. Mới vô lên nhà kinh. Mọi người mà muốn chơi giống như mình đó, có nhiều đồ để modify vũ khí giống như này này, thì phải chịu khó kiếm nha. Phải chịu khó đi lượm đồ đấy mới có đủ ốc vít để gắn vô, chứ không phải tự nhiên có đâu. Ví dụ lượng nè, level 2. Nhấn Z trên không dung để dò sử dụng cái này. Nhấn Z để bung dù ra. Nhấn S để bay cao hơn. Rồi tự nhiên cái bơm tích mua rồi mất tiêu. Như tập trước có mua. Chí cướp. Chào mấy cưng.
chết rồi mà vẫn còn nói được. Game lạ thế, chết mà vẫn còn nói được. Sao mình nâng độ khó lên mà sao mấy thằng này yếu thế? Hay do giờ mình quá mạnh? Đây, độ khó game vẫn là hanh co mà. Khó hiểu thế. Ủa, zombie kìa. Đập vào bà nha. Đi cái này lên đi. Phải đi kiếm từ BK một cái súng hoàn thành lời hứa. Vẫn còn phải lên 21 mét. Ôi, Xài cùng còn em nữa. Từ từ, hai em đứng gần nhau. À, chạy cứu người sống sót. Không, không, cái này phải người sống sót mà là lính của BK. Lâm đô. Giờ chỉnh độ khó lên là mọi thứ nó sẽ thích đi đấy. Chóng luôn chứ. Mình học cái chiêu ám sát vậy đó. Đây, ám sát bằng dao nè, nhấn chuột giữa. Yêu cầu có một con dao. Inventory, dao ném có tính không? Dao ném cũng là dao mà. Thử nha. Thử phát coi như nào. Úi, đứng im cho tao thử cái coi. Chết mày. Sao nó bảo sao nó bảo dùng chuột giữa mà nè. Yêu cầu có một dao nhưng mà chuột giữa mình đang để cái bơm xăng mà đổi dao quá kỳ vậy ta. Làm bằng quê chết đi. Láo dài bị quen vậy. Còn sống lăn lộn. Tự thả mấy ông ra, mấy ông có phụ tôi đánh đâu. Giờ chúng ta phải dọn hết cái tụi Renegade ở đây. Đấy, mấy thằng tao được không? Khoan, này có dao nhá. À, bấm tách đao phải nhấn chuột giữa nữa nó mới dùng dao. Bấm F để tách đao xong rồi bấm chuột giữa. Bài đủ trò. Vừa bấm F xong rồi phải bấm tách đao xong bấm F. À, lên lầu nữa. Chà, có một bé ở đây thôi. Mày gì? Có dao nhá. Ui, thằng này lính dữ. Mày gì? Ôi trời. Bài đá đồ. Đúc giò kiếp quá. Thằng này nó trâu quá, không hạ nó bằng một phát được. Mà đáng tiếc hai phát cũng phải gục dưới chân anh.
Ông này ông đợi tôi xong rồi ông mới lên. Đi gì sợ như rùa, bỏ cơm đau, bình tĩnh. Tỉnh gì? Đợi người ta xong hết rồi mới xuất hiện. Nhanh lên cứu tôi. Không có hỏi nha. Nó bảo đá đít cái tụi Renegade. Đừng lên ở đâu. Còn thang. Đem vào đem. Đi lên lầu chứ tôi nè, đi xuống làm cái gì? Tối rồi gì? Nghe tiếng của ông Rawi. Tại rồi. Ủa hết rồi. Tốt. Tôi sẽ thử từ nó. Kiểm tra tình trạng tụi lính dưới lầu đi. Vâng, thưa trung quý. Tụi Renegade bên ngoài à? Không cần phải lo chúng nữa. Anh hạ chúng ra. Anh là ai? Aiden, tôi có lệnh từ Jack Mack đây. Chà, đậu xanh. Hãy coi ông già Noel cho chúng ta gì nào. Rút lui giờ á. Đùa. Biết tôi đã mất bao nhiêu người để bảo vệ cái chỗ này không? Tôi không có trung quý, tôi chỉ là người. 5 người tốt nhất của tôi đấy. Bà Ted đã giết một vài con viral trước khi đi. Còn Sierra và Ron bé nhỏ, họ đã chiến đấu. Họ đã hy sinh mạng sống của mình. Và giờ bắt chúng tôi quay về. Tôi chỉ là người đưa tin thôi chứ không phải là người ra lệnh đâu. Ông bị điên à? Nghe này, tôi chỉ là người đưa tin thôi. Bình tĩnh mà nói chuyện coi. Cậu không nghĩ là tôi bình tĩnh à? Ở bình tĩnh mà chữ thề từ lưu học dư gì? Chồng của bà Ted. Làm thế nào mà anh ta bình tĩnh được khi mà tôi phải bỏ xác cô ấy lại đây? Còn Sierra và mẹ của Rome thì sao? Bà ấy sẽ bình tĩnh khi nghe tôi kể về cái chết của con bà. Tôi nên nói gì với họ bây giờ? Chúng tôi đang làm những việc thật sự ngồi đây. Còn Matt làm cái gì đâu không? Thật là nhảm nhí. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chỉ là được người đưa tin thôi. Nói chuyện gì ông quay về ông chửi lộn với ông Jack Matt đi. Sao cứ chửi vô mặt tôi? Tôi đang tìm cách để vô khu dữ liệu của GE. Tôi nghe biết là anh biết chỗ đó. Cũng làm thoái quá nên tôi phải chỉ cho anh. Tôi có thông tin quan trọng đấy. Đi chỗ khác đi. Được rồi, các quý ông. Lấy mấy cái thẻ bài quân nhân đi. Đậu xanh nhưng mà tôi có lệnh rồi. Oh, chờ đã. Bà Wan. Đến cười tôi à? Anh biết tôi, Rowie, Aiden và tôi cũng muốn tới khu dữ liệu GA. Đậu xanh giờ tới cô lại muốn tới chỗ dữ liệu đó. Tôi biết chỗ đó nhưng mà chỗ đó đã bị rải bơm hóa học rồi. Không còn gì ở đó đâu, hiểu chưa? Nếu muốn thì tự kiểm tra bản thân mình đi. Tự đi kiểm tra đi. Các quý ông chúng ta đi. Không nói cái địa chỉ rồi. Và ông bảo là chỗ đó đã bị rải bơm hóa học. Nếu muốn chúng ta có thể tự kiểm tra. Thà ông nói luôn địa chỉ, tôi đâu có kêu ông dẫn đi đâu. Chửi mình chỉ là người vô ước tin thôi. Vô chửi một chập luôn. Tôi chỉ là shipper thôi. Hồi này còn sống nữa. Tôi chỉ là người đưa tin giao lệnh đây thôi chứ tôi có chọc ghẹo gì ông. Chửi mình như đúng rồi. Đủ đơn cấp không? 2 cái. Mình như không. Không đủ. Đúng đồ mới. Nhưng mà mấy cái này nó... đâu có nhiều cái giáp bằng cái bộ BK này đâu. Để nguyên bộ BK nhé. Ôi cái cây này sắp hư rồi. Bỏ xài cho nó hư luôn.
chúng ta phải nói chuyện với La Quan. What's next? Làm gì tiếp theo đây? Tiếp theo mà anh không nghe. Dữ liệu đó không còn nữa đâu. I'll go back to looking for the shits on my hit list. Bây giờ tôi phải quay lại với danh sách của mình thôi. Còn anh thì anh nên thưởng thức cuộc sống ở đây đi. Tại vì cái cơ sở dữ liệu đó, thằng cha Ruby đó nãy nói là nó kiểu không còn gì là bị người ta lấy hết. Lại khu đó bị rải bom hóa học. Có thể Rose sai thì sao? Maybe Rose wrong. Đấy. Maybe something survived intact after all. Có lẽ còn cái gì đó thì sao? Cái gã Butcher đó đã rã hóa chất đấy. Người đó bây giờ độc hại lắm. Cô bỏ cuộc à? Anh có bị điên không? Bơm hóa học đã hủy hết mọi thứ và mọi người mà chúng chạm tới. Chỉ phí thời gian thôi. Thằng nói đúng. Cô này nghe vậy thì cũng bỏ cuộc rồi. What's the deal with those renegades? Còn chuyện của tụi Zenigay thì sao? Sao chúng lại tấn công căn tin? How would I know? Sao tôi biết được? Is a fucking lunatic. Yêu Lam là một cái thằng điên, một gã đồ tể, tên giết người. Hắn đã giết một nửa thành phố bằng cái dừa bơm hóa học. Bây giờ hắn tấn công khu trung tâm. Ngay sau khi qua mở điện, qua và gã đó đều bị điên hết. Có lẽ họ đã hợp tác với nhau. I'm going to the observatory. Tôi sẽ tới chỗ đó. Then you're going alone. Vậy thì đi một mình đi. So, we're splitting up. Vậy là chúng ta chia ra đúng không? Chuyện gì đó cũng có lúc kết thúc. Gã đồ tể nằm trong danh sách của tôi. Tới lúc tôi quay lại việc tìm kiếm chúng rồi. Anh cứ ở lại đây hoặc đi đâu thì thích. Aiden, xin lỗi vì không giúp anh tìm được em gái. Cảm ơn cô. He probably knows what happened to her. Anh nên tìm Howard, hắn chắc chắn sẽ biết. Nếu tôi tìm thấy hắn, tôi sẽ cho anh biết. Chúc may mắn nhé. Bảo trọng nhé, là Juan. Rồi, bây giờ chúng ta phải tự xử thôi. Sayonara. Cho cái vũ khí mới nữa. Ngon không? Đây, cái này này. 42. Mình đang xài cái 62. Cho vũ khí gì hơi yếu nhé. Combat nè. À, bữa giờ chưa xài cái chiêu này nữa. Giữ chuột trái đi gồng lên và nhấn cặp lắp. Chút thử chiêu này bữa quên luôn á. Bài đá sẽ gây ra đòn sát thương cao hơn. Đó, cái này nâng cấp của Vào Kích. Giữ chuột trái. Thôi mấy cái này nhiều nút quá sợ không nhớ nổi. Giữ Control. Nó sẽ tăng cái tầm nhắm của vũ khí từ xa. Chúng ta sẽ bắn xa hơn. Được được. Thôi bây giờ mở map coi có cái tụi BK ở đâu. Chúng ta đang ở đâu? Đang ở đây. Grandmaster. Đây chỗ này nè. Chỗ này phải có tụi BK không? Thử tới. Tới xong rồi giải quyết mấy trong hội sau. Cái gì? 700 mấy chục mét xa, múc chỉ cà na vậy. Bung lụa, ê là bung dù. Hello, chúng tôi bị tấn công. Tụi Renegade, chúng nó bao vây hòn đảo này rồi. Chúng tôi không có cơ hội nào đâu. Tôi gian anh hãy giúp chúng tôi đi. Renegade à. Tụi Renegade đi. Mấy thằng qua kiếm ít đồ. À có bự, có bự. Well,
sao không đá nó được ta? Mình muốn đá cho nó rớt xuống luôn. Trời, máu gì đâu bơm. À đây là mấy cái máu cấp 1 mình mua. Không có bơm đầy máu được. Thử bắn cung trước. Bắn cung. Bắn cung. Ôi dồi. Nó đá mình văng xuống không bung dù được. Bấm nút bung dù nó không bung. Đậu xanh. Cũng nạn thiệt. Đúng là nằm đồ khó lên game khác. Trời ơi, vậy mình cũng không bung dù. Cung dùng nó chậm quá ta. Hình như tăng độ khó lên nó vậy hay sao ấy. Phải lên nào. Không được, càng không cho tao bay tao càng muốn bay. Đang muốn bung lụa mà mấy mình kẹn. Cái gì đấy? Quyết tâm không cho anh bung lụa đúng không? Bung dù đúng không? Qua đây anh sẽ bay lên cao hơn. Bỏ hướng này mà. Nãy giờ mình đang đi ngược hướng. Hai trăm mấy chục mét. Chúng mày thì không muốn cho anh bung dù, anh càng muốn bung dù. Liên tục cản đi. Liên tục cản với anh. Ê, cái này là fit ai rồi. Fit ai rồi, fit ai rồi. Discover quick review. Có xe gió đâu, sẵn mở luôn. Cái chỗ mình đánh dấu là cái chỗ đó fit ai chứ không phải tụi của tụi PK. Nó chỉ bảo đây có xe gió mà. Ơi sống sót. Cái chỗ chạm điện đó ta. Đi xa dữ vậy. Đây nè, cái cờ xanh là của tụi cờ màu vàng ấy, hình mặt trăng là của người sống sót. Đây, còn cái cờ này mới là của tụi ấy nè. Của tụi BK. Đây, thử mình đánh dấu mở cái cối xì gió rồi giao cho tôi bị cay này. Rồi, không lấy được, xa quá. Bình tĩnh.
chậm rãi mà chơi. Nó nằm trên đỉnh đây này. Làm cứ mở nhiệt, cứ lên nhiệt quá vậy. Lên luôn. Rồi, có xe gió đây. Giao được cho tụi bị cay không? Thôi đừng có lên nhiệt nữa. Đấy. Trời ơi, tôi bấm một lần thôi. Đấy, cái tình. Bấm một lần. Bấm vô xong rồi nhích vô trong. Cái này thì không đơn giản đâu. Đấy. Nó cứ làm cái trò gì nó bám một lần nó không chịu đứng như này được thì hơi có xì gió thì hơi khó đấy. Bấm đây thì đứng không tới vì đi. Cối xì gió sẽ khác nhau. Thôi. Lên. Đấy. Cao đâu có chơi được. Ồ. Không được giao rồi. Đây của tụi BK nè. À cái chỗ này là của tụi BK quản lý cho nên nó mở ra tự tụi nó lại không cần giao. Còn được bán hàng. Đi đầu xà kiếm. Nó xây gì kìa. À, có thêm một chút thông tin. Nếu mà bạn nào chưa biết thì cái tổ chức BK này tiền thân của họ là gì? Tiền thân của tổ chức BK này là đây, từ từ để mình xuống đó. Đây, tiền thân của tổ chức BK này là những nói chung là những người trong cái đội quân bảo vệ cái thành phố Melanor này. Trước đây họ là người trong quân đội đấy, họ là những người được lệnh bảo vệ thành phố này. Sau cuộc sụp đổ zombie tràn ngập khắp thế giới thì bên nói chung là bên cái đội quân bảo vệ thành phố họ cũng bị chia rẽ hết luôn, và những gì còn sót lại tập hợp lên nhóm BK này, cho nên họ mới lấy tên là Peacekeeper, những người bảo vệ hòa bình. Còn ông Zmat là một cái ông chỉ huy cấp cao của đội quân này, dưới quyền nói chung là dưới quyền của Lucas. Mà sau khi Lucas chết thì Aitor lên, thì ông Zmat được ông cũng dưới quyền ông Aitor luôn. Nhưng mà ở đây ta mấy người này lại gọi ổng là Major.
Bây giờ nghĩ là thị trưởng, mình nghĩ chắc là thị trưởng Tự Phong. Thị trưởng Tự Phong. Chứ nếu ông đó là đã từng là thị trưởng thật thì chắc quyền lực của ông còn cao hơn cả Lucas chỉ là ai to chứ sao là dưới quyền hay người đó được. Ông này thương nhân này. Thương nhân không có bán cái mục tích. Mua hai cái này chứ. Đồ cứu mạng ban đêm. Không thì ông mua. Không có mua gì nhiều. Chức nổ C4 remote. Mua thử xài chơi. Mình thì có rồi. Ông cũng không bán gì nhiều. Còn người thợ thủ công đâu? Em vụ gì? Anh đang làm gì? Vài ngày trước, tôi đã thấy vài con chim màu xám trên bầu trời. Nó bự lắm. After all, nothing lives here. Nhưng mà tôi thấy chỗ đó không ai sống được á. Ở đó có rất nhiều hóa chất. Chuột cũng không sống nổi, đó là sự thật cả. Tôi đã cố dụ được nó đó. Và mọi chuyện thế nào? Đang buồn. Khó bắt được tụi nó lắm. Có lẽ anh dùng cái tiếng nói không đúng. Có chứ. Ông này dùng cái máy để phát ra tiếng để dụ chim. Sao ông biết nhiều gì dụng này vậy? Tôi là người quan sát chim. So what, you spied on birds? Watch them. I mean, maybe that is. Ông này trước đây là nhà chim học à? Sao đành về chim chứ? Ông bảo là ông còn phân biệt được cả chim với quả nó khác nhau nhiều thứ. What are you gonna do? Bây giờ ông tính đi đâu? Tôi muốn thử một cái bẫy mới nhưng tôi không thể là một mình. Tôi phải gọi từ một nơi rất xa để cho mọi thứ đều nghe hết. Giờ ông đang kiếm chỗ xa nhất đúng không? Chạm ra được không? Nghe có vẻ điên khùng nhưng mà tôi nghĩ anh có thể làm được. Nếu anh tới đó thì tôi có thể đứng đây quan sát. Anh nghĩ sao? Giúp tôi được không? Tôi chưa hứa trước điều gì cả. Dĩ nhiên. Nhưng nếu mà anh muốn giúp thì hãy lấy cái cuộn băng ghi âm này. Nó sẽ rất hữu dụng. Rồi, nhận nhiệm vụ luôn. Nhưng tiện, tôi là Aran. Tôi là Aran. Bắt chim. Lại gặp ông. Và bây giờ là 6 giờ chiều. 300 mấy chục mét, khá gần thôi. Uống lửa. Bay cao lên. Re-A-E Vaccine Lab. Cái gì vậy? Cái gì sao kẹt đây rồi? Tự nhiên kẹt đây vậy? Nhiều cái. Ê, có. Mày có đồ nhá. Nhưng mà như chúng ta phải vào ban đêm hả? Không, bằng ngày được luôn. Hy vọng có cái chất chế đi. Bật đèn lên, ngon lành. Vô tình lầm biết ít. Bạch ba đi anh. Kiếm huyền thổi luôn. Con nhảy. Này kiếm mà ngược lại artifact là kiếm mà kiểu mà cổ vật ấy. Ngon đấy. Nhiều lắm. Cái này có đồ chứ không phải có cái chất chế.
7 giờ tối luôn. Giờ ra ngoài có khả năng sẽ gặp gặp mấy con hô lơ miệng rộng nó la làng lên. Rathion. Rathion là cái gì? Đây hết chưa? Hết rồi. Có đồ xịn gắn vô liền ngại gì? Cái này hư bán đi. Còn cái này ba lỗ đam sắm ba luôn. Thấy xài đồ xịn thì không. Hỏi sao đồ kia nó chịu không nổi. Trong băng thì không cần. Rồi cái này ngon này. Nó đam, nó gây đam nguyên tố. Inferno, lửa, lightning, trực xét. Hãy coi sao cái nào thật. 15 giây. Đổi cái xét à. Cho tôi đi nếm thử mùi điện giật. Này cộng đam. Này nó giảm cái thao tổn đồ bền. Tăng cái này nó lên đam 70 luôn. Cái này nó cũng tăng cái độ bền lên 50 đấy. Giờ độ bền nó tới 210 rồi. Gắn bùa thì gắn cái này cho nó hầm hố. Rồi. Mời mọi người thưởng thức. Hãy phóng gần này nè. Ở trên gắn điện, ở dưới luôn gắn điện luôn. Thấy cái hình này không? Gan lít đơ luôn. Quá xịn gì sao tôi ghi chịu nổi. 52. Cái này có 45. 45 mạnh nhất rồi. Khoan, để mình đổi vào cái đèn UV đó. Rồi. Sẵn sàng đi đêm chưa? Chỗ này nó nằm ở sâu ở đây.
phía sau lưng, tòa nhà phía sau lưng là nó ở đây. Sao cái đánh dấu nó không hiện rõ? Đây đây, 117 mét. Ôi, có con hồ lơ bên kia. Đây, tới rồi nha. Lạ làng đi, chắc phải lạ đấy. Lạ đi, lạ đi. Rồi, hãy tháo thủ công đây. Rapaster Đinh Công Mạnh, bà này bà không có bán cái gương tít. Cái này á, à cái này mình có, nhưng là mình chỉ mua được cái công thức chứ mình chưa có chế ra. Ủa này U13 cơ, bơm tít này nè. Cái này chúng ta sẽ tăng được đam nó, chưa có chế. Cái này nè, nó bảo là một khẩu súng tự chế từ những cái phế liệu, độ bền của nó không còn cao, bắn được con phát và nâng cấp lên. Đấy. Rõ ra chúng ta phải chế ra, làm nãy giờ chạy vòng vòng. Bó cái tai đi. Lem, có cái nào Inferno. Đây, lửa địa ngục này. Tăng lên, chúng ta không có đủ Infected Trophy. Phải giết zombie nhiều hơn. Hóa ra chúng ta chỉ mua được công thức, giờ phải chế ra. Đây nè, bắn được 2 phát. Chế toàn mấy cái phế liệu, 100 cái phế liệu. Ốc vít này, chạy 2 cây luôn nha. Cho nó máu. Đấy, 2 cây luôn rồi đấy. Mới tình độc, tình nổ chiếu trước cồn. À cái này tên nghe chảy máu hả? Mũi tên là tình giật điện. Có nâng cấp tên giật điện được không? Đài Runner Tool thì chúng ta thiếu cái dù lượng này, muốn nâng cấp lên cấp 3 thì cần tới 3 cái military test. Phải kiếm mấy cái chỗ mà thả dù Aerob. Weapon mod. Không nâng cấp được một tên. Tiền thì còn nhiều lắm. Mua hết cái này. Gia bán đã rề. Phế liệu cũng bán có một, mua hết. Mua hết. Cái này rẻ lắm, tiền nhiều lắm. Cái này vải, lon, chế đồ nếm, mua hết. Bán rẻ rề, bán rẻ rúi luôn. Đi coi. Muốn nâng cấp thì không được. À nhé. Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Tới lúc lại cái máy chua bơm tích nè, cầm cầm nó rồi. Đông cho cầm. Bắn được 2 phát, có 2 viên đạn. Ông nữ bán gì xịn không? Lũ mua. Này mua luôn. Mua hết, nào hổ dục là mua hết. Bán thì tăng kháng độc không cần. Kháng điện giật. Bơ nhanh thơ cũng không cần. Rồi nha. Rồi có súng ống đầy đủ hết rồi. Giờ nếu mà muốn mở được cái đồ phóng móc ấy, cái móc phóng để cho di chuyển giống như Spider-Man, người nhện,
thì chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ chính. Cái này nhiệm vụ này là sai quét yêu cầu cái level 4, mình mới level 3. Nếu mà làm xong cái này thì nó sẽ cho chúng ta cái này. Đáng tiếc anh tự chế được rồi. Đây, nhiệm vụ chính đi. Rồi, một quyển sáng nha. Chứ giờ mất công bị tôi nó dí mệt quá. Bị dí chạy từ lưa cả cây số. Ngủ ở trong kia là phải đi ra phía ven rừng. Ngủ từ sáng đi. Chỗ nó xa lắm mà đi đêm mệt, còn dí chạy. Chỗ này nhiều nhà cao tầng quá, đi dướng từ lưa hụt dưa. Phóng dù lên cái dướng mấy người nhà. Lượn qua lượn lại. Vậy cũng lượn được hay. Tiếp tục lượn tiếp. Bài được thì cứ bài. Chỗ này không có nhiều cái ống thông gió cho nên không có bay xa được. Hay nữa nè. Bà vừa nghe nói sao vậy? Mà chúng ta không can thiệp được. Vậy mà tụi zombie nó không thèm quan tâm luôn. Mày không quan tâm thì thôi, tao cũng không thèm quan tâm. Hãy chỗ này toàn hóa chất không biết gì kiểu gì. Tới đây xin cái gió coi. Hãy lên lên hãy. Tới chỗ căn cứ của chị. Ui, này hóa chất không? Mình có cái kháng độc nào ta? Nhớ hình như là có. Ôi, xong luôn. Kháng độc không? Không có.
còn có toàn là mấy cái immunity khi này dưỡng lửa kháng điện quên mua kháng độc cái không sao chúng ta né được. Đi được xong một chút nhanh. Ở đây có cái cầu này. Steam of Fallen. What the hell? Người giấu ha. Giấu không được đâu. 966. Mọi khó khăn chúng ta cứ nhờ tới chị Google. Chứ cái này nó đâu có gợi ý gì đâu. Nó có gợi ý như Resident Evil thì mình cũng chơi, mà nó không có gợi ý gì cả. Đấy, có gì là quý hiếm giấu kỹ đi. Một con vịt. Vâng, kèm rất rảnh. Mày rảnh gì vừa phải phải. Xe nơi này gọi là gì đó
bộ binh chiến xa, không có gì tại đây. Xong ai ôi chỗ này hóa chất không, có đường vô đây được không? Không được, đây hóa chất không mà. Phải đi đường bên kia. Wow. Chính xa khu vực có hóa chất, ai mà chẳng biết. Thấy rồi. Thôi chui lỗ này vô á. Luan, you were right. Còn nó đúng. Giờ chỉ còn lại tàn tích thôi. Luan, Luan, không được nghe máy luôn. Hey, Major Matt. Thị trưởng Matt, Aiden đây. Rất tốt khi nghe thấy cậu con trai. Anh, ông đã nói giúp tôi mà. Giờ giúp đi, không có nói rồi radio đâu. Tới tàu của chúng tôi, trung tâm chỉ huy đi. Tôi sẽ tự mình gặp cậu. Được rồi. Tự nhiên lúc này lại lên cơn. Trời, đột biến ngay tại đây luôn. May quá vẫn sống được. Nói chung là anh này cũng mạnh mẽ đấy. Ấy, có người cứu kìa. Đi ra khỏi đây rồi Greg. Này, chờ đã. Sợ, mấy kia đấy sợ. Chính xa từ tôi. Hai người này cứu mình. Này, chắc thấy mình vậy tưởng nó biến đổi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nó công tình chạy bút chỉ cà na tới kia. Không được cái gì hết. Giờ chúng ta phải tới báo cáo ở Headquarter, là trung tâm chỉ huy của tụi Việt Cây. Ở đâu? Ở mình này. Chà. Cho em xin tí gió để em bung rùa. Bung rùa đi. Wow, nguyên cái tàu luôn kìa. Đã đấy. Lấy nguyên cái khu là cái khu kiểu cái bến tàu luôn chứ gì nữa. Xuống 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 hết té chết bây giờ. Rồi nguyên cái bến cảng làm trung tâm chỉ huy luôn. Rồi I'm around if you need me, friend. Làm gì mình. Get over here already. Mình đang cấp được nhiều điểm. Hồi nãy giờ đâu có giết con gì đâu mà nâng cấp được. À, cái này chỉ tốn tiền thôi. Cái gì mà giải quyết đều bằng tiền là ok hết. Mua. Mua hả? Mua hết luôn. Vẻ mà. Giờ tiền tôi nhiều lắm. Thì tăng ngay. Lại khai tộc nè. Cái nào mà nâng cấp được bằng tiền, nâng cấp hết. Cái này nó yêu cầu có cái chấp phi không? Tất cả đều yêu cầu có chấp phi hết. Ok, rồi hết. Remote C4. Tiền nhiều để làm gì? Ơ, nãy mình mới lượm được cái con gì mà nó màu đỏ. Còn con này màu vàng. Hỏi tới gặp chỉ huy Matt đi. Này, biomarker đâu? Từ từ đưa làm căn. Đây. Báo cáo cho thị trưởng trong kia đi. Chỉ huy giờ đang được đưa về từ
The View chiến trường. Thôi, ông này làm cảnh, đi thẳng muốn khỏi gì. Cảm ơn. Như là chỗ này cao nhất vẫn là ông Ator. Rộng ra. Tụi BK này nó xuất thân từ quân đội và trên lực lượng của nó đông lắm. Đông và được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nãy mình nói về tụi BK đúng không? Còn Survival là những người sống sót trong đại dịch zombie á. Còn cái tụi Renegade là nó xuất thân từ cái tụi tù nhân, nhưng mà lại được lãnh đạo bởi một ông tướng cấp cao trong quân đội đã về hưu tên là William, mà trong này người ta gọi là Butcher, đồ tể. Tại vì không lâu qua nó nói là ông đó đã ra lệnh thả bom hóa học xuống, ông đó chính là người đã ra lệnh đó. Hey, where's this này, dispatch ở đâu? There. Đằng đó. All right, men. Được rồi, mọi người cẩn thận, nhớ đem theo đèn UV và trở về căn cứ nhé. Làm nhanh và lẹ lên. Mấy người này đi lấy cái đèn, lấy đèn UV. Chúng đã tấn công hai trại của chúng ta rồi. Thật là nhầm. Ngay cả cha tôi cũng được vinh danh mệnh hùng mà. Bây giờ ông ấy đã nằm dưới mộ đây. Cẩn thận miệng lưỡi các công dân. Họ này là chỉ huy tạm thời. Chỉ huy tạm thời kiểu mà phân cấp trong quân đội. Người sau khi mà mấy chỉ huy đi đâu hết thì người có cấp bậc cao nhất nên là chỉ huy tạm thời. Ở cái khu trung tâm này thì tụi BK với lại người sống sót họ kiểu mà hợp tác với nhau chứ không có mâu thuẫn gay gắt như ở trong cái khu Old Velador. À, anh à, tôi đã gặp anh ở canteen. Đúng rồi. Anh có chiến đấu canteen không? Có chứ. Đừng nói thế. Tôi đã thấy anh chiến đấu rồi, không cần phải kiêm tốn. Hãy đến đúng không? Chỉ huy đã nói với tôi. Missy welcomes you. Rất là hoan nghênh anh ở đây. Missy, rất là hoan nghênh anh tới. Missy là ai? Who's Missy? It's the name of the ship you're standing. Đây là tên của con tàu mà anh đang đứng đấy. Missy was meant to deliver. Đặt tên của tàu là Missy. Con tàu này được dùng để vận chuyển thuốc. Nhưng sau đó thì thủy thủ đoàn mất tích hết. Giờ đây sao? Giờ nó là trung tâm chỉ huy của BK. Tất cả mọi vấn đề đều giải quyết ở đây. Thông minh đấy. Chỗ này dễ phòng thủ lắm. Mấy người sống sót muốn gì? Họ muốn mọi thứ an toàn. Nhưng mà tôi hiểu. Cô nói đoạn dài. Nói chung là mấy người sống sót đó muốn mọi thứ, cái gì cũng muốn hết. Mà quan trọng nhất là an toàn. Và họ đề cập tới cha của cô này. Tôi không hiểu lắm. Sao lại đề cập tới cha cô? Lại nữa à? Từ khi anh là người mới ở đây, tôi sẽ kể phiên bản ngắn nha. Cơ bản thôi. Cứu vài người lính, cứu vài công dân. Thấy là có huy chương. Khi nào? Lâu rồi. Kể từ khi mà mọi người đã chiến đấu với nhau, cũng như giống như chiến đấu với tụi infected. Sau đó ông ấy gia nhập quân đội à? Đúng rồi. Ông ấy làm con tự hào lắm đúng không? Dĩ nhiên. Cha cô này lúc đầu không phải là người trong quân đội, không phải là người của BK, nhưng mà đã cứu nhiều công dân ấy. Bạn ấy cứu cả người của BK luôn, cho nên sau đó được tặng huân chương và gia nhập vào quân đội. Cho nên lúc nãy mấy người sống sót ấy, mấy chọc quê kiểu mà nói nó mẻ là cha cô này đã từng được vinh danh là một anh hùng. Nhưng kết cục thì sao? Cũng nằm dưới mồ thôi.
Matt đâu? Trên chiến trường, ông ấy đã dẫn quân tới Ovalador, chúng ta nên chờ. Thấy các bạn đó không? Có nhiều thứ cần làm nhưng mà chúng tôi không đủ người. Nếu mà anh giúp thì chúng tôi sẽ trả công cho. Kìa, ông Matt về rồi, có chuyện gì xảy ra? Dọn đường, anh ấy đang mất máu. Đây là ai vậy? Hay to, bị thương nặng lắm. Cứu anh ấy đi. Đưa anh ấy vào phòng cứu thương, chúng ta cần thuốc. Cố lên Aitor, chúng tôi sẽ không để anh mất đâu. Có nghe tôi nói không? Aitor được đem về rồi. Tốt hơn nhất là nên hy vọng Aitor sống sót. Chúng tôi đã mất quá nhiều người rồi. Jack sẽ làm tất cả, kiểu một bất chấp mọi thứ để tìm xem chuyện gì đã xảy ra. Thì Aitor bị cái thằng War nó tấn công mà. Thì chúng ta lên nói chuyện với ông Zmat, thị trưởng tự phong ở đây. Con tàu này trước được dùng để chở thuốc, chở cái gì mà nó nhanh quá, đọc không kịp. Giờ thì trở thành căn cứ của BK. Đâu? Ông này ho dữ vậy? Đeo khẩu trang vô đi. Trời ơi, ông có biết giờ đang Covid cô vũng ghê lắm không? Đeo khẩu trang vô đi. Anh ra đường mà gặp mấy người ho vậy thì ớn thiệt chứ. Aiden, don't just stand there, come here. Tôi đứng sau lưng ông nhé. Know what this is? Biết gì không? Đầu tiên là cái vòng tay của chỉ huy Lucas. Rồi sau đó tới lượt Aitor. Có chuyện gì xảy ra ông Valedo gì? Nó không được xảy ra lần nữa. Chúng ta phải cứu thành phố này Aiden. Khỏi bệnh dịch, khỏi tên đồ tể và người của hắn. Dù cho chúng có kế hoạch gì. Được rồi, nhưng mà trên radio ông nói ông có thông tin cho tôi mà. Đúng, mà trước đó phải nói tôi nghe Aiden. Cậu cần gì ở căn cứ đó? Cậu muốn cái gì? Ông này không có thông tin về cái căn cứ, về cái khu chứa cơ sở dữ liệu của tụi GA. Mà ông muốn biết chúng ta từng tới đó làm gì. Nói thật luôn, tôi đang kiếm em gái tôi. Chuyện gì với cô ấy? Rất lâu về trước, Walt đã làm tổn thương con bé. Bắt con bé khỏi tôi. Và tôi muốn hắn nói cho tôi biết con bé ở đâu, con bé còn sống không. Đó là lý do tôi muốn tới trung tâm chỉ huy của GE để lục tìm dữ liệu. Vậy là cậu có nhiều kẻ thù lắm, nhất là thằng Ward đấy. Cánh tay phải của bất cả đồ tể. Chúng ta có thể hạ được cả hai bọn chúng. Tôi mang cậu tới đây bởi vì tôi biết một vài nhà khoa học của GE đang ẩn nấp ở trong thành phố này. Chúng tôi có dấu vết của họ ngay sau khi thuộc tấn công của tụi Renegade. Khi tôi tìm thấy nhà khoa học đó, chúng ta sẽ biết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra. Rồi tới đó cậu sẽ có câu trả lời. Tại sao mấy nhà khoa học lại ẩn nấp? Nhà khoa học của GA nè. Tại vì họ, mọi người sẽ nổi giận. Mọi người nổi giận bởi vì những gì GA đã làm. Đúng là sự thật, bọn GE đã mang virus tới chứ đâu. Còn ai khác nữa chứ? Chúng đã mang cái container từ Haran ra, mang bí mật từ trong mồ ra, và chúng đã phá hủy mọi thứ. Để trả thù, mọi người đã bắt nhà khoa học và treo cổ, và giết những người duy nhất có cơ hội tìm thuốc chữa. Không có thuốc chữa nào đâu, Aiden à. Đó chỉ là lời nói dối của tụi GE thôi. Sao không biết? Sao không biết là không, họ không kiếm được thuốc chữa? Cái kiểu mà ông đều nói là mọi người nổi giận á, cho nên cứ thấy ai là người của GE là bắt đem treo cổ hết. Ông GE đành nói là họ, chính họ. Tuy không phải tất cả mọi người, không phải tất cả các nhà khoa học của GE đều là người ác hết. Để là vài người biết đâu họ nghiên cứu được cái thuốc chữa là sao. Được rồi, ông muốn tôi làm gì trở lại? Cậu nghĩ tôi muốn gì à? Cả hai chúng ta đều muốn mà. Thành phố này phải có điện lại lần nữa để phòng tụi Zenedine tấn công.
Lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến kết thúc, chúng đã tấn công cứ điểm chúng tôi. Họ phục hồi nguồn điện và chúng ta có thể khống chế tốt hơn của trung tâm, nhất là tòa tháp BNC. Ông muốn chống lại tụi kia qua radio, đó cũng là một cách. Tín hiệu sẽ giúp chúng ta kết nối các nơi trú ẩn lại và sẽ cứu được nhiều người hơn. Đó là cách dễ nhất để cầu tìm được những bác sĩ gì còn sống sót. Về phần của tôi, tôi phải làm gì? Cậu không tin tôi à? Tôi nghe nhiều chuyện rồi, nhất là mấy chuyện về bí mật ở trong thành phố. Nếu chúng tôi không thể tìm được nhà khoa học thì chúng tôi sẽ tìm được từ Hồng War. Cậu làm việc với La Wan đúng không? Cậu cũng biết là La Wan cũng đang kiếm cái thằng đó mà. Ok. Ok. I'm in. Tôi tham gia. Good. Tốt. Cả đội tể tấn công có lý do đấy. Tôi chỉ muốn bảo đảm thành phố này an toàn thôi, bằng bất kỳ giá nào. Thôi, đeo khẩu trang vô đi. All right, sir. Ông ổn chứ? Bây giờ sẽ chia sẻ kế hoạch của chúng tôi cho cậu. Và Aiden này, không cần phải tôi, gọi tôi là Ngài. Với bạn bè thì tôi là Sắc. Jack. Ok. Không chịu nói thẳng với tôi luôn đi, ông cứ chịu nói chuyện như là mì dơ nè. À, này phòng của ổng à. Vẽ đơn sơ đấy. À, làm nhanh đi, còn xuống dưới còn giúp những người sống sót, nãy họ mới điện. Ông nói đại cho tôi luôn cho rồi đi ông cứ bán cái của người này người kia. Trên đây có bản nhiệm vụ đâu. Đây có bản nhiệm vụ mà có thấy nhiệm vụ nào nhận được đâu. Trong phần 1 thì nó có cái bản giống như bản cáo thị. Ai cần giúp đỡ gì sẽ viết lên với cái bản này mà chúng ta nhận. Cái phần này đâu có gì đâu. Ủa là cái cô này hả? Matt bảo cô tới gặp tôi tới gặp cô. Vâng, hồi nãy muốn tôi đưa cho anh cái này. Một phần quà nhỏ vì giúp đỡ Beekeeper. Một cái đèn UV, nó hữu dụng lắm đấy. Cảm ơn. Ông ấy có nói về kế hoạch nữa. Tòa tháp BNC. Bây giờ đèn đã có rồi, chúng ta có thể sử dụng anten TV và các đài để kết nối với nhau. Nhưng trước tiên chúng ta phải lên tới tầng đỉnh đó. Đó là con đường dài đi. Anh muốn biết gì nào? Nói tôi nghe về cái trạm radio trên tòa tháp. Đó là tòa nhà cao nhất ở Valador. Đó sẽ là một dấu hiệu tuyệt vời. Bây giờ nó là dấu hiệu sự sụp đổ. Sao lại nói thế? Cái anten nó có thể giúp cho mọi người trong thành phố cùng chung sức với nhau lần nữa. Damn right. The city's potential shining beacon is a death trap. We're hoping it'll be different this time. Chúng tôi hy vọng là lần này sẽ có sự khác biệt. Chúng tôi sẽ bật hết mấy cái đèn UV lên. What makes it so dangerous? Nó có nguy hiểm không? Volatile nest. Có một cái tổ của tụi Volatility trong đó đó. Anh nghĩ thôi. Nó là cái khu đặc zone lớn nhất xung quanh đây. Một khi Night Runner cũng thất thủ thì anh biết là nó khó khăn thế nào. Nhưng mà nó sẽ giúp cho mọi người có thêm hy vọng. And in the end, the Night Runners were wiped out. Cô này nói chỗ đó đó. Trước đây cái nhóm Night Runner đã từng tới đó với mục đích cũng giống như mấy người này, là mặc cung cấp điện lại. Nhưng mà họ cũng thất thủ luôn. But wiped out? Tại sao? Every last Night Runner? Night Runner chết hết rồi. That's the problem.
đó mới là vấn đề đấy. Anh đã có kế hoạch rất cẩn thận, nhưng mà để hoàn thành kế hoạch, anh ấy cần tất cả mọi người, nhưng mà không được. Chuyện gì xảy ra? Không phải tất cả mọi người đều tin vào kế hoạch đó, cho nên họ đã chia rẽ. Frank đã tốn rất nhiều thời gian. Không phải tất cả mọi người đều đến. Kế hoạch hủy bỏ. Đó là một sự tàn xét. Chúng tôi chỉ nghe được tiếng hét của các Ironer trong cái đêm hôm đó. Chuyện gì ra xảy ra với những người từ chối tham dự? Họ chia rẽ. Trong đó có một vài phản bội. Và tất cả Ironer giờ chỉ còn là trong ký ức mọi người thôi. Chúng ta sẽ không phí thời gian như trong quá khứ đâu. Okay. Rồi. Let's get going. Đi nào. Are the lights in place? Đèn nói đâu. They would be if Juan from supplies would just do his job for us. Juan là người có chứa người tích trữ rất nhiều cái đèn. Hắn phải chơi trò chúng tìm vài ngày trước rồi. Đầu tiên, anh phải kiếm Juan. Coi hắn muốn gì. Một khi kiếm được hắn, thì đá vào một hắn. Nói là tôi gửi. Có được đèn của về lạch lai nhưng mà công thức thôi. Hay nè, hỏi UV LED light này, để sử dụng đèn này, giữ chuột giữa để sử dụng, để ý tới cái năng lượng của nó khi mà nó hết, thì phải chờ cho nó hồi. Cái tụi infected thì nó sẽ sợ cái đèn. Thế thôi, đi đêm chúng ta sẽ cần nó. Đem vô. Bây giờ phải hỏi muốn tới được chỗ đó thì chúng ta phải kiếm thêm mấy cái đèn UV. Kiểu mà đi từ dưới lên trên đó. Chinh phục được tầng nào thì sẽ bật đèn tầng đó luôn. Nhưng mà phải kiếm thêm cái nguồn đèn. Và cái người tích trữ nhiều cái đèn UV nhất tên là Juan. Phải chiếm hắn cả. Kiếm được hắn còn hắn muốn gì. Ok, tập này cũng dài lắm rồi. Mình dừng tập này ở đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập tiếp theo. Nhớ like, share cũng như nhấn nút đăng ký kênh nhé. Bye bye. Cung level 3 luôn. 2000 mấy. Tăng có 8 đam 2000 mấy. Nhưng mà giờ mình tiền nhiều mà. Mua. Tiền nhiều là không có gì phải ngại hết nha. Rồi, bye bye.